Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Lo Trung Quốc thâu tóm, Việt Nam chuẩn bị ra luật. Trong bối cảnh hàng loạt các quốc gia trên thế giới hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn làn sóng thâu tóm doanh nghiệp từ Trung Quốc, Việt Nam là nước nằm sát cạnh Trung Quốc, đồng thời có mối quan hệ thương mại rất chặt chẽ với nước này, lại càng cần phải dựng lên các rào cản để các doanh nghiệp, tài sản chủ chốt của quốc gia không rơi vào tay Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam ít mang lại lợi ích cho Việt Nam. Đây là hình ảnh biểu đồ FDI vào Việt Nam vào tháng 2 năm 2020, trong đó Trung Quốc xếp hàng thứ hai trong số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Giáo sư Trần Văn Thọ, hiện sống và làm việc tại Tokyo, Nhật Bản, nhận định: nhìn từ mặt thuần túy, kinh tế đã thấy đầu tư FDI từ Trung Quốc, nhìn chung trừ ngoại tệ, thuộc về những nước đầu tư không thể có chất lượng tốt. Lý giải cho điều này, ông Thọ đưa ra hai lý do như sau. Thứ nhất là lịch sử hình thành các doanh nghiệp đa quốc gia của Trung Quốc rất ngắn, nhất là thời gian hoạt động trong kinh tế thị trường chưa đủ dài để xác lập hệ thống quản trị doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh. Trên thực tế, trong 100 công ty đa quốc gia lớn nhất của Trung Quốc thì có tới 81 là doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần nhưng nhà nước chi phối. Khi văn hóa kinh doanh và hệ thống quản trị doanh nghiệp chưa được xác lập mà đầu tư mạnh ra nước ngoài thì dễ gây xung đột với quyền lợi ích của nước sở tại và dễ gây ra ảnh hưởng xấu đến môi trường, đến các quan hệ về văn hóa, xã hội. Thứ hai là nhiều doanh nghiệp chưa tích lũy được nguồn lực kinh doanh như công nghệ, tri thức quản lý, cho đến nay hình thức FDI ra nước ngoài chính thức của doanh nghiệp Trung Quốc là mua bán và sát nhập. Đây là hình thái xâm nhập, sở hữu kinh doanh nhanh chóng nhất ở thị trường nước ngoài. Số dự án này của doanh nghiệp Trung Quốc tăng vọt từ năm 2016. Và trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nhiều doanh nghiệp Việt Nam trở thành đối tượng của mua bán và sát nhập của doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh biểu đồ đầu tư của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2020, trong đó chủ yếu là góp vốn mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng góp vốn và mua cổ phần của các công ty nhà đầu tư nước ngoài tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, việc mua bán doanh nghiệp của doanh nghiệp Trung Quốc tăng tới 38%. Giáo sư Thọ còn nhấn mạnh một điểm quan trọng khác là nhiều công ty FDI của Trung Quốc đưa vào nhiều lao động đơn giản sang Việt Nam. Chỉ kể số khảo sát được cũng đã lên tới gần 5.000 lao động. Giáo sư đặt câu hỏi là tại sao Việt Nam xuất khẩu nhiều lao động mà lại nhập khẩu nhiều lao động từ Trung Quốc như thế? Một vấn đề nhức nhối khác được giáo sư Thọ đề cập đến là thực trạng người Trung Quốc thâu tóm đất nơi trọng yếu của Việt Nam. Trong báo cáo của Quốc hội mới đây, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết người Trung Quốc đang sử dụng hơn 162.000 hecta đất biên giới, ven biển, thông qua hai hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất. Cũng theo báo cáo này, thời gian thuê đất của người Trung Quốc thường từ 5 đến 50 năm, lĩnh vực hoạt động chủ yếu tại khu vực biên giới, đất liền và ven biển, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, vui chơi giải trí, may mặc, nuôi trồng thủy sản, giày da, sản xuất bao bì, đồ chơi trẻ em, linh kiện điện tử. Các tỉnh, thành có tình trạng người Trung Quốc tập trung sở hữu đất đai thời gian qua là Đà Nẵng 22 trường hợp, Quảng Ninh 17 trường hợp, Hải Phòng 16 trường hợp, Bình Định 9 trường hợp, Hà Tĩnh và Bình Thuận mỗi tỉnh có 5 trường hợp. Đà Nẵng được coi là điểm nóng về đất đai thuộc khu vực trọng yếu ven biển bị người Trung Quốc thâu tóm. Trong đó có các khu vực được coi là rất nhạy cảm như sân bay nước mặn, một căn cứ quân sự ven biển thời chiến tranh Việt Nam bị bỏ hoang. Và vấn đề này được báo chí phản ánh từ lâu, nhưng tin chính thức của Bộ Quốc phòng làm nhiều người ngày càng lo ngại về việc này. Đây là hình ảnh đoạn đường được gọi là phố Trung Quốc nằm ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Nguyễn Đức Thuận sát sân bay nước mặn Đà Nẵng. Giáo sư Thọ đã lý giải một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là chính sách phân quyền về cấp địa phương khi duyệt và cấp giấy phép đầu tư nước ngoài. Trong quá trình đó đã có những khe hở hoặc quá dễ dãi nên doanh nghiệp Trung Quốc có thể sở hữu đất nhạy cảm về an ninh, quốc phòng. Giáo sư Thọ cũng đề xuất như sau, đã đến lúc phải sửa lại luật đầu tư nước ngoài sớm và ban hành luật về an ninh kinh tế, trong đó vừa ngăn ngừa nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm về an ninh và các vấn đề điều khoản xử lý người trong nước tiếp tay cho nước ngoài lách luật để chi phối kinh tế hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Giáo sư Thọ cũng lấy dẫn chứng từ các nền kinh tế hàng đầu trên thế giới trong việc ngăn chặn các ý đồ chi phối kinh tế và can thiệp vào tình hình chính trị thông qua hình thức đầu tư của Trung Quốc.
Ông lấy ví dụ, Nhật Bản vừa mới sửa luật ngoại hối quy định chặt chẽ tỷ lệ tối đa mà doanh nghiệp nước ngoài có thể mua cổ phần của doanh nghiệp Nhật. Đối với nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ quan trọng, tỷ lệ 1% trở lên là phải xin phép. Ngoài Nhật, những nền kinh tế tiên tiến như Hoa Kỳ, Pháp, Úc cũng đang ngăn cản Trung Quốc mua bán và sát nhập những công ty thuộc diện ảnh hưởng tới quốc phòng và an ninh kinh tế thông qua việc ban hành các sắc lệnh mới hoặc sửa đổi các luật cũ nhằm ngăn ngừa các dự án đầu tư nước ngoài ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ đó, ông đi đến kết luận Việt Nam là nước yếu hơn lại nằm cạnh gần Trung Quốc thì việc cảnh giác đối phó còn quan trọng hơn các nước tiên tiến nhiều. Trong cuộc trò chuyện trên đài tiếng nói BBC tại London vào hôm 28 tháng 5, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển đã đề xuất giải pháp cho thực trạng trên. Đây là hình ảnh đất dọc tường rào sân bay nước mặn nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn do người Trung Quốc thâu tóm. Ông nói như sau, vấn đề người nước ngoài nhờ người Việt Nam đứng tên một hình thức đội lốt như vậy thì pháp luật cấm rồi, có thể xử lý ngay được. Còn vấn đề mà mua lại cổ phần công ty thì cái này cần điều chỉnh luật theo hướng. Những khu vực mang tính chất chiến lược, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng cần có tiếng nói quyết định trong vấn đề đầu tư nước ngoài vào các khu vực đất thuộc vùng trọng yếu đối với an ninh quốc phòng. Và cũng cần rà soát lại toàn bộ các dự án ở vùng trọng điểm để xử lý. Còn chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm thì nói, theo tôi, về mặt luật pháp thì Việt Nam cần xây dựng chặt chẽ, tránh bị Trung Quốc lợi dụng. Thêm nữa, nhà nước cần tuyên truyền cho người dân về mức độ nguy hiểm để họ biết, cùng cảnh giác, không giúp ngoại bang mua đất như thế, cần lấy lợi ích quốc gia làm ưu tiên số 1. Tiến sĩ Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, thì đề xuất giải pháp có vẻ chặt chẽ hơn. Ông nói, chúng ta cần làm rõ thế nào là ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh. Theo tôi, thứ nhất là những mảnh đất gần biên giới, thứ hai là các mảnh đất gần các cơ sở an ninh quốc phòng. Cái này thì những quy định tới đều phải nêu rõ khoảng cách từ bao nhiêu thì được coi là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và quốc phòng. Thứ ba là các cách vùng bờ biển, biên giới biển. Nhiều nơi ở các vị trí này đang xảy ra hiện tượng là các doanh nghiệp Việt Nam chuyển cổ phần cho doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Trung Quốc. Qua đó, doanh nghiệp nước ngoài cũng sở hữu các mảnh đất đó. Cái này xét về luật đầu tư thì không sai, nhưng xét về nghị định về biên giới thì hoàn toàn sai. Cho nên thời gian tới, trước khi do luật biên giới thì chắc chắn Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cần phải rà soát lại nhanh các dự án đang nằm trong tay người nước ngoài để có ảnh hưởng và có xử lý kịp thời. Bên cạnh đó còn có một số doanh nghiệp Trung Quốc có hành động tuyên truyền cho đường lối xâm lấn biển đảo của nước họ, đi ngược lại chủ trương về chủ quyền của Việt Nam. Đây là hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp được in ấn trong ấn phẩm quảng bá du lịch mà công ty du lịch Hola China sử dụng tại hội chợ quốc tế du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam đã bị xử lý vì đưa vào những hình ảnh vi phạm chủ quyền biên giới hải đảo. Mới đây, cơ quan chức năng Tiền Giang đã xử phạt buộc công ty giày Aperture tháo dỡ 6 bản đồ treo tại đơn vị không thể hiện Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà thay vào đó là tên gọi chưa được công nhận là Yichinizi. Cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng cũng đã buộc công ty Thâm Việt tháo dỡ công trình giống được lưỡi bò, công trình giống hình bắt quái trong khuôn viên của doanh nghiệp này. Và việc các doanh nghiệp Trung Quốc có xu hướng đầu tư mở chi nhánh ở Việt Nam chắc chắn sẽ gia tăng và các vi phạm tuyên truyền sai trái về chủ quyền lãnh thổ. Việt Nam đã có quy định về vấn đề này và có thể xử phạt ngay. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tính chất sai phạm cần được xác định là cố ý hay vô ý. Để xác định được điều này không đơn giản. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần phải xử lý linh động, phù hợp với tình hình, căn cứ và hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Và trên thực tế, với tang vật vi phạm, cơ quan chức năng hoàn toàn có quyền yêu cầu họ gỡ bỏ, xử phạt hành chính, đồng thời tiếp tục theo dõi. Nếu tái phạm nhiều lần thì có thể xem xét buộc doanh nghiệp đó phải dừng hoạt động ở Việt Nam hoặc có thể xử lý hình sự để chứng tỏ sự nghiêm minh, quyết liệt của Việt Nam trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Về thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, giáo sư Thọ nhận định Việt Nam phần lớn quan tâm đến số dự án đăng ký và tiền vốn đăng ký chứ không tập trung vào chất lượng. Đây là hình ảnh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc hợp tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè, cà phê được tổ chức vào tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội. Ông khẳng định như sau, muốn đầu tư nước ngoài có được chất lượng và hiệu quả thực sự thì chính phủ phải tích cực hành động, phải tiếp thị và đối thoại với các công ty, các nhà đầu tư uy tín trên thế giới về công nghệ, về năng lực cạnh tranh,
và xây dựng các điều kiện môi trường đầu tư về nội lực để tiếp đón các nhà đầu tư ấy một cách hiệu quả. Ông cũng đưa ra 4 tiêu chí để đạt những thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, đó là 1. Đầu tư nước ngoài phải được đặt trong một chiến lược phát triển kinh tế hoàn chỉnh. Thứ hai là tạo điều kiện để dự án đầu tư nước ngoài lập ra theo hình thức liên doanh với doanh nghiệp trong nước. Thứ ba là liên kết với đầu tư nước ngoài với các công ty trong nước. Và thứ tư là đánh giá đầu tư nước ngoài xem đa số các dự án đến từ nước tiên tiến hay từ các nước mới phát triển xung quanh Việt Nam. Trong đó, tiêu chí thứ hai và thứ ba là liên quan tới nội lực của Việt Nam, tức là nội lực trong nước phải mạnh thì mới liên kết và phát huy được nhằm có hiệu quả nhất với đầu tư nước ngoài. Còn tiêu chí thứ nhất rất quan trọng và đầu tư nước ngoài phải đặt trong chiến lược phát triển kinh tế nói chung, nghĩa là tùy theo giai đoạn phát triển kinh tế mà nội dung, tính chất của đầu tư nước ngoài phải khác. Ngoài ra, giáo sư Thọ còn nêu ra những điểm bất cập trong luật đầu tư nước ngoài là trong thời kỳ mới bắt đầu đổi mới cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế Thế giới thì Việt Nam sợ đầu tư nước ngoài chi phối nền kinh tế, thành ra luật nói chung không thông thoáng và khi áp dụng lại gây khó dễ cho nhà đầu tư nước ngoài. Việc xét duyệt cấp phép rất phức tạp và tốn thời gian. Việc này làm nản lòng nhiều doanh nghiệp lớn từ các nước tiên tiến. Tuy nhiên, từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Kinh tế Thế giới thì lại dễ dãi quá, trong đó có phân quyền xuống các địa phương. Các địa phương tranh nhau dự án, xem việc thu hút số lượng các dự án đầu tư nước ngoài là thành quả phát triển của địa phương mình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 9 tháng 6 năm 2020 với bản tin Lo Trung Quốc thâu tóm, Việt Nam chuẩn bị ra luật. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để liên tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.